số 3 cấp trường khối 8 em nhé, vòng 11. Thì trước khi thi thì thầy nhắc lại các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy đi, để lỡ mà cái kênh chính nó thất lạc á thì các em vẫn có thể liên lạc với thầy qua cái kênh phụ nha. Chúng tôi kênh chính nó mất một cái là khỏi liên lạc luôn ha, là các em sẽ không được học những bài giảng rất hay của thầy nữa nha. Vào và đăng ký liền đi, tới vài bữa là YouTube nó có khả năng nó giữ kênh của thầy lại trong một thời gian để nó xác minh đó. Chuẩn bị máy tính vào túi nhé. Đừng để điểm rơi. Rồi cái này kem bấm máy luôn cho khỏe ha. 500 mũ 2 trên 127 mũ 2 trừ 123 mũ 2 250 cái. Mấy bài nào máy tính nó xử lý được thì mình lướt nhanh. Đúng không? Nếu các góc của một tam giác có số đo là như vậy thì kem cộng 3 này lại là ra một bài toán tìm x ha. 2x nè cộng 15 cộng 10x nè trừ 20 nè cộng 3x nè cộng 2 nè thì tất cả bằng 180, tổng ba góc bằng 180 mà. Rồi dùng chức năng tìm x trong V V81 rồi x ra rồi 12,2. Rồi các em lấy 10 15 nhân x trừ 3 kết quả là bằng 180 ghen. Cái này rút gọn ở trên tử rút 3 ra thì nhân tử a bình cộng 5 sẽ rút gọn với mẫu là còn 3 ha. Tổng số đo các góc trong của một đa giác đều chính cạnh thì trong khóa học V82 thầy đã dạy các em rồi. Một đa giác có n cạnh thì tổng số đo các góc á là n trừ 2 nhân cho 180 các em nhé. Thì tổng số đo của đa giác chính cạnh là các em lấy 9 trừ 2 là bằng 7 đó, nhân cho 180 là bằng 1260. Tham gia khoa học V82 đi, mấy công thức đó thì sẽ trở thành chuyện nhỏ với các em thôi. Rồi cái này các em dùng hàng đẳng thức số 3 liên tục liên hoàn luôn. Các em dùng hàng đẳng thức số 3 một cách liên hoàn các em sẽ giải được bài này ha. Bây giờ a thầy thêm 2 trừ 1 lần trước thì cũng chả ảnh hưởng tới ai cả đúng không? Rồi. Đó, các em để ý nè. Đằng trước 2 cộng 1 á, là không có gì hết, là coi như số 1. Số 1 đó thì ghi là 2 trừ 1 thì cũng chả ảnh hưởng gì hết. Rồi 2 trừ 1 mà nó lan qua 2 cộng 1 á, là nó sẽ thành 2 bình trừ 1 bình. 2 bình trừ 1 nó lan qua bên 2 mũ 2 trừ cộng 1 là thành 2 mũ 4 trừ 1. 2 mũ 4 trừ 1 nó lại lan qua 2 mũ 4 cộng 1 nữa là thành 2 mũ 8 trừ 1. Lan qua đây nữa là thành 2 mũ 8, tất cả bình trừ 1 nữa là thành 2 mũ 16 trừ 1. Tóm lại A là bằng 2 mũ 16 trừ 1 trừ 1 bình đó. À, 2 mũ 16 tức là 2 mũ 8 tất cả bình đó. Rồi là trừ cho 2 mũ 16. Kết quả là bằng trừ 1 nha. Rồi, cái này thì các em tự giải đi. 2x trừ 3 sẽ bằng 4. Giải 2x trừ 3 sẽ bằng 4 hoặc là trừ 4. Giải hai cái x đó ra cộng lại. Một cái x sẽ bằng 7 phần 2, một cái x sẽ bằng trừ 1 phần 2. Cộng lại sẽ bằng 2. Đâu? 7 phần 2 cộng trừ 1 phần 2 là bằng 6 phần 2 là chia đôi là 6 chia đôi là bằng 3 chứ. Này ở nít trước thầy có giải rồi. Rồi. Hình thang cân. Cái này ở nít số 1 thầy có giải các em nhé. Nít số 1 thầy có giải rất kỹ bài này. AB bằng 8 thì cái đáy dưới sẽ bằng 16. Đáy dưới bằng 16 mà chiều cao bằng 3. Thì hình thang cân nữa. Hình thang cân các em vẽ ra các em sẽ kẻ hai cái đường cao xuống. Kẻ hai đường cao xuống thì các em thấy là hai hai bên của hình thang cân là hai cái tam giác vuông. Hai cái tam giác vuông có một cạnh là 3, một cạnh là 4.
Vậy dùng định lý Pythagore, các em sẽ ra cạnh bên là 5 nhé. Lúc đó chu vi sẽ là 8 là đáy trên này, cộng 5 là hai cạnh bên này, rồi cộng 16 là cái đáy dưới nữa. 8 cộng 5 cộng 5 cộng 16 là bằng 34. Cái vẽ hình ra ngẫm nghĩ lời thầy là các em sẽ làm đúng vậy thôi. Cái này thì dễ, cái này lớp 7 nó làm được mà. Theo đề thì A trên 2 sẽ bằng B trên 3. Và thầy đặt nó bằng K luôn. Bao nhiêu không biết nhưng mà bằng K ha. Từ đây suy ra A sẽ bằng 2K, còn B sẽ bằng 3K. B sẽ bằng 3K. Bây giờ cái biểu thức ta cần tính đó, là trên tử là A cộng B, tức là 2K cộng 3K là thành 5K. 5K tất cả bình. Còn ở dưới là A bình trừ B bình, tức là 2K tất cả bình. Đó là A bình đó, trừ cho B tức là 3K tất cả bình. Rồi ở trên là bằng 25K bình các em nhé, 25K bình. Còn ở dưới á, 4K bình trừ 9K bình là thành trừ 4 trừ 9 bình, trừ 5K bình ha. Rút gọn K bình với K bình, cuối cùng còn âm 5. Kết quả là âm 5. Đúng rồi đó. Cho hình vuông M là trung điểm, tỷ số diện tích tam giác và diện tích này 1/4 á. Cái này thầy giải nít số 1 và kem quay lại nít số 1 coi nha. Cho hình vuông PQRS, M trung điểm RS, tỷ số giữa tam giác MQS. Cái này làm rồi ha. Dùng bài toán chia bánh trong khóa học V82. Trong khóa học V82 thầy dạy bài toán cơ bản là bài toán chia bánh, nó rất hữu hiệu. Vậy là miếng QSM là bằng nửa miếng QSR. Mà miếng QSR bằng nửa hình vuông, như vậy so với hình vuông là nó bằng 1/4 miếng QSM. Trở lại nít số 1 xem các em nhé. Ồ, bài này khó rồi. Bài này là lúc các em dùng kỹ thuật trong khóa học V81 để giải. Trong khóa học V81 thầy có bài mẫu giống như vậy ha. A mũ 2 trừ 6 B mũ 2 bằng trừ AB, bằng trừ AB ha. A bình trừ 6 B bình bằng trừ AB bình. Thầy đi tìm B đi. Rồi, nhập A đại đi. AB phải dương này, thì nhập A bằng 5. Rồi đợi xíu. Rồi nó giải ra A và B rồi. Bây giờ ta nhập 2 alpha A alpha B trên 2 lần alpha A bình trừ cho 3 lần alpha B bình. Kết quả bằng 4/5 kìa. Rất nhanh đó. Rất nhanh luôn. Dùng kỹ thuật khoa học V81 ra rất nhanh luôn. Còn nếu giải bằng toán tự luận thì cũng hơi bị mệt luôn. Bài này nếu thầy giải bằng toán tự luận thầy giải như sau. Thầy sẽ giải như sau. A mũ 2 trừ 6 B mũ 2 cộng cho AB bằng 0. Bây giờ thầy sẽ phân tích cái này thành nhân tử. Thầy phân tích cái này thành nhân tử thử coi. Thầy sẽ phân tích cái này thành nhân tử thử các em coi nha. Rồi, bài này nếu giải bằng toán tự luận thì hơi mệt đó. A mũ 2 AB, cái này thầy cho vô giữa nè. Thầy tách ra là thành trừ 2 AB cộng cho 3 AB rồi trừ cho 6 B mũ 2. Xin lỗi, trừ 6 B mũ 2 bằng 0. 0. Rồi từ đây thầy nhóm hai này lại. Rồi, phân tích thành nhân tử là rút A ra ngoài là còn A trừ 2 B. Rút A ra ngoài là còn A trừ 2 B bên trong ha. A ra ngoài A trừ 2 B bên trong. Rồi cái nhóm thứ hai là thầy rút 3 B ra ngoài. Vậy ở trong cũng còn là A trừ 2B và 0. Và tới đây thầy lại rút A trừ 2B ra ngoài làm nhân tử chung. Vậy là còn A cộng 3B bên trong và 0. Đó. Bây giờ đề cho gì?
D cho A lớn B lớn 0. Vậy là A và B đều là số dương các nhé. A lớn 0, B lớn 0 thì A cộng 3B cũng lớn 0. Cái này lớn 0 mà lại nhân cái này bằng 0. Thì cái này phải bằng 0. Vậy bắt buộc cái này phải bằng 0. Đó, bởi vì cái bên cạnh cũng thể bằng 0. A trừ 2B bằng 0 thì A có quyền biến thành 2B. Như vậy A biến thành 2B các em nhé. Bây giờ M sẽ bằng rồi bây giờ A biến thành 2B các em nhé. Như vậy là A chỗ này biến thành 2B nè. Đó, hiểu chưa? Ở dưới 2A bình, A bình tức là 2B lại biến thành bình, và trừ cho 3B bình ha. Đó, rồi giờ kem rút gọn này thôi. Ở trên tự sẽ ra là 4B bình, 4B bình. Còn ở dưới 2 mũ 2 là 4, 4 2 là 8, 8 trừ 3 là 5, 5B bình. Thấy chưa? Ờ, 4 5. Em thấy mất thời gian ghê chưa? Còn kỹ thuật trong khoa học V81 thì xong lâu rồi. Quá tuyệt không? Tuyệt chưa? Đăng ký ngay V81 nếu chưa đăng ký, và đăng ký luôn V82 nếu chưa đăng ký nha. Và trang web www.wordpress.com ha, để đăng ký. Nó nằm hết trong này kìa. Đăng ký vô đây, kèm vô đây. Cho qua bài 12 con giáp. Con rắn. Tam giác vuông A, B bằng 3, AC bằng 4, dạy BC bằng 5. BC bằng 5. Thì em nào mà học khóa học V V82 rồi á thì các em sẽ thấy là trong một tam giác vuông á, trong một tam giác vuông nha, thì tích hai cạnh góc vuông là sẽ bằng đường cao nhân với cạnh huyền. Em nào học V82 rồi thì sẽ rõ ha. Cái đường cao này nhân cạnh huyền thì sẽ bằng tích hai cạnh góc vuông. Đó. Như vậy là AB bằng 3, AC bằng 4 thì các em sẽ tính được BC bằng 5. Còn cái cạnh đường cao không biết thì các em gọi là x đi. 3 nhân 4 sẽ bằng x nhân 5. Bởi vì cùng bằng diện tích của tam giác nhân đôi ha. Như vậy cuối cùng thì có là x sẽ bằng 3 nhân 4 chia 5. 3 nhân 4 chia 5 là bằng 12 phần 5, tức là 2,4. Con trâu. Số x nào dương mà mũ 2 lên bằng 144, đó là 12 thôi. Con chó. Rồi bài toán này chắc bài toán chi bánh rồi. Vẽ hình đi, em vẽ hình nhanh đi. Em vẽ hình nhanh nhé. Bài này thì hơi chua các em. Bài này thì thầy hướng dẫn như sau, nhưng mà các em phải học khóa học V82 của thầy rồi thì các em mới dễ hiểu nha. Còn chưa học khóa học V82 mà làm bài này thì đúng rồi. Chua cay lắm ha. Thầy có tam giác ABC. Đặt tên luôn. Nhầm A B C. Lấy đại một điểm C. Lấy đại một điểm E. D trên BC này. Còn E là trên AC. Trung điểm là D này. Đây là D, đây là E. Rồi F là trung điểm của BE. Ta lấy trung điểm của BE đặt tên là F. Rồi. Bây giờ các em phải dỡ lại kiến thức trong khóa học V82 mà thầy đã dạy ha. Thì các em coi rất là đơn giản thôi, nhẹ nhàng luôn. Còn chưa học thì đúng khó khăn thiệt. Giờ thầy nối AF, DC lại. Rồi tiện tay thì nối ED luôn. Thực ra không phải tiện tay đâu, có kỹ thuật hết á. Vì F là trung điểm của BE cho nên cái miếng bánh này nè. Cái miếng bánh AFE nó sẽ bằng cái miếng bánh ABF về mặt diện tích. Đó, cho một tam giác kẻ đường trung tuyến xuống thì nó sẽ chẻ tam giác nó thành hai miếng có diện tích bằng nhau. Vậy nếu miếng trên này là x thì miếng dưới này cũng là x nha. Tương tự nè. F là trung điểm BE thì cái miếng BFD thì đặt là y. Thì cái miếng này cũng sẽ là y, tức là cái miếng FED là y, thì miếng BFD cũng là y luôn.
Rồi tiếp tục các em nhìn cái tam giác EBC, có D là trung điểm của BC. Như vậy là miếng EBC bị phân ra hai thành miếng bánh, hai miếng bánh bằng nhau nữa đó. Bên này Y với Y là 2Y rồi. Như vậy cái miếng bên này sẽ là 2Y. Cái miếng bên này là 2Y với em nhé. Hiểu nổi không trời? Đây 2Y thì nó mới bằng bên này được. Rồi theo đề thì người ta cho cái gì? Theo đề thì người ta cho mình là diện tích tam giác lớn đó, là 120, ABC là 120. Diện tích tam giác lớn là x cộng y cộng y cộng 2y là 2x cộng 4y. Là bằng 120. Vậy thôi. Rồi đề cho gì nữa? SAFDC là bằng 80, A đây, F đây, D đây, C đây. Tức là x cộng y cộng 2y. AFDC là x cộng y cộng 2y đó. Là bằng 80. X cộng y cộng 2y tức là x cộng 3y là bằng 80. Rồi bây giờ ta giải cái bài này. Em nào học khóa học V81 rồi thì ta sẽ dùng chức năng giải hệ phương trình để giải. Chức năng giải hệ phương trình là giải bài này rất nhanh. 2 nè, 4 nè, 120 nè, 1 nè, 3 nè, 80 nè. Như vậy x sẽ bằng 20, còn y cũng bằng 20 luôn. X bằng 20, y bằng 20 luôn các em nhé. Bằng y bằng 20 luôn. Tham gia khóa học V81 thì mới biết được ha. Còn nếu giải bằng biến đổi toán học bình thường á thì các em nhân cái này cho 2 này. Nhân cái công thức dưới đó, hai phe nhân cho 2. 2x là 2x, 2 nhân x là 2x, 2 nhân 3y là 6y. 2 nhân 80 là bằng 160. Rồi các em bắt cầu ha. 120 trừ 4y. Đó, 120 trừ 4y. Còn cái dưới là 160 trừ cho 6y. Chuyển vế đổi dấu rồi. Xóa cái này đi. Vậy hai cái này bằng nhau nè. 120 trừ 4y với lại 160 trừ 4 trừ 6y là bằng nhau rồi. Từ đó các em tìm được y bằng 20. Sau khi tìm được y bằng 20 thì các em thay vô đây các em sẽ tính được x bằng 20 thôi. Nhưng mà nhiệm vụ của mình là tính cái gì? Tính BDF mà. Tính BDF là y đó. Mà y bằng 20 đó. Con rồng. Cái này các em chia luôn. Lấy 3A cộng B phần 2, số vị trí chia cho thương là bằng nhân với 5 phần 3A cộng B thì kết quả là 5 phần 2 đó. Con khỉ. Cái này các em thầy giải ở nick số 2 rồi. Nick số 2 thầy giải rồi là bằng âm 5 nha. Và để giải cái bài toán này thì ta phải đặt ẩn phụ. Đặt ẩn phụ ha. Mà đặt ẩn phụ á thầy sẽ có thời gian thầy sẽ giảng trong khóa V83 nha. Phương pháp giải bằng ẩn phụ trường 5 là kết quả của bài này. Hoặc là cuối clip này. Giờ thầy chụp hình lại. Thầy chụp cái đề lại. Rồi cuối clip này thầy sửa bài này. Thầy sợ quên này. Rồi cái này thực hiện phép tính. Thầy sẽ ra là tự các em làm đi. Rút 3 ra là còn x trừ 1. Vậy là còn 3 trên x cộng 1. Đây. Con mèo. Số dư của đa thức này khi chia cho đa thức này. Đây chính là bình phương thiếu của hiệu nè các em. Còn đây là tổng hai lập phương. Tổng hai lập phương thì bằng tổng những bình phương thiếu của hiệu, không có dư. Anh này chính là bằng anh này nhân cho x cộng 3 luôn. Vậy số dư là bằng 0. Tinh ý một xíu, tinh mắt một xíu nha. Rồi cho tam giác ABC có diện tích 20. Gọi AM là đường trung tuyến. Như vậy diện tích tam giác ABM là 10 luôn. Bài toán chia bánh trời ơi. Bài toán chia bánh ha. Bài toán này dễ hơn bài toán nãy nhiều lần. Các em tham gia khóa học V82 ngay lập tức đi. Bởi vì thi tỉnh là thi cũng sẽ dùng, thi huyện thi tỉnh cũng sẽ dùng tới những khóa học mà thầy đã dạy. Những khóa học thầy đã dạy là dùng cho cả năm luôn đó. Rồi bài này là đau đầu rồi. Khó đấy, không có dễ đâu. Bài này sẽ ra không các em. Nhưng mà thời gian có hạn thầy không thể giải được ở chỗ này được. Như vậy là thầy sẽ lưu lại đi. Lưu lại để
cuối clip thì giải nha. Chứ giờ giải vô đây là giải không nổi đâu, không có thời gian. Lưu lại cái rồi tiếp tục chụp cái bài này lại để lưu lại ha. Kết quả của bài này sẽ bằng không. Còn tại sao không thì cuối clip thời gian ha, bây giờ không đủ thời gian. Rồi kem vẽ này cho tam giác ABC vuông A, giác ABC vuông A dựng về bên ngoài hình vuông BCDE và ACMN. DE thì bằng 41, vậy BC bằng 41, CM bằng 40, vậy AC bằng 40. À, bài này giải nít số 2 rồi, dùng Pythagore kem tính ra AB nha. 41 bình trừ cho 40 bình rồi lấy căn là bằng 9, vậy cạnh AB là bằng 9. Lúc đó diện tích tam giác ABC là bằng 9 nhân 40 rồi chia 2 là bằng 180 thôi. Em vẽ hình ra các em sẽ thấy thôi ha. Rồi cuối clip này thầy hứa là thầy sẽ giải cái bài kia, hai cái bài khó kia mình lưu lại. Rồi đi tìm kho báu. Cái này rút gọn là ra 9 các em. Cái này là 5x bình trừ 5 thì kết quả là trừ 5. Hình chữ nhật như vậy, chu vi là 2x cộng 5 rồi cộng thêm x cộng 2 rồi tất cả nhân đôi, như vậy là 3x cộng 7 tất cả nhân đôi thì bằng 50. Vậy là 3x cộng 7 sẽ bằng 25. Như vậy 3x sẽ bằng 18, x sẽ bằng 6. X bằng 6 thì các em quay lại, AB sẽ bằng 62, 12 với 5 là 17. Còn BC sẽ là 8, 6 cộng 2 là 8. Lúc đó diện tích của hình chữ nhật là 17 nhân 8 và bằng 136 các em nhé. Rồi cái này thì dùng kỹ thuật trong V81 giải cũng được, mà mình giải bằng biến đổi toán học cũng được. Ở công thức thứ nhất các em rút x ra là trong con x cộng cho 4y là bằng 18. Ở công thức thứ hai các em rút 2 ra là trong con 4y cộng x là bằng 10. Đó, như vậy là ở công thức thứ hai các em suy ra là x cộng 4y sẽ bằng 5. Rồi thay vô trên này, như vậy là nó sẽ là x nhân 5 bằng 18. X nhân 5 bằng 18 thì x sẽ bằng 18/5. Bài thì dễ quá, bài thì khó quá. Rồi cho hai đa thức này. Giờ đầu tiên các em tính cho thầy f của trừ 2 nè. F của trừ 2 là bằng 2 nhân cho trừ 2 trừ 1. 2 nhân trừ 2 trừ 1 là bằng trừ 5. Như vậy g của f của trừ 2 sẽ bằng g của trừ 5. Mà g của trừ 5 á, thì các em sẽ tính cái giá trị của đa thức này nè. Lúc x bằng trừ 5 thôi. Rồi các em tính đi, 27 x mũ 3 cộng 27 x bình phương cộng 9 x cộng 1 rồi nhập x bằng âm 5. Kỹ thuật trong khóa học V81 này nó sẽ bằng âm 2744.
Đúng luôn. Thôi thầy bận, bây giờ thầy đi đã. Thầy sẽ dạy cái nick số 4 nữa. Rồi tạm biệt, nhớ đăng ký cái kênh Phụ Toán Thầy Luận. Hè thầy sẽ dạy thêm trên cái kênh này. Và lớp 9 thầy sẽ dạy thêm trên cái kênh này. À, em cố gắng đăng ký nếu mà có thời gian rảnh không. Rồi, lần này thì thầy không quên nữa các em nhé. Nhưng mà các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy đi ha. Tôi quên đó. Vài bữa nữa là đứt cái kênh chính là hai thầy trò mà các thầy trò mình có gặp được nhau ha. Bây giờ thầy sẽ giảng lại cái bài khó thứ nhất là bài này. Theo lời hứa ha. Theo lời hứa, thầy sẽ giải bài này. X cộng 1, X cộng 2, X cộng 3 và X cộng 4 là bằng 24. Bây giờ thầy sẽ giao hoán nè. Thầy sẽ giao hoán X cộng 4 ra vị trí thứ nhì. Rồi X cộng 2, X cộng 3 thầy cho ra đằng sau bằng 24. Rồi giờ thầy nhân cái này lại. Nhân đa thức với đa thức thôi thì nó sẽ thành là x mũ 2 cộng cho 5x và cộng cho 4. Còn hai nhân tử cuối nhân lại nó cũng bằng x bình cộng 5x và cộng cho 6. 2 nhân 3 bằng 6 bằng 24. Rồi tới đây thầy sẽ tách cái này ra. Này thầy sẽ tách ra là thành x mũ 2 cộng 5x cộng 5 trừ 1 nó vẫn bằng như cũ hả? Còn bên này thì thầy tách số 6 ra. Tách số 6 ra 5 cộng 1 bằng 24. Rồi giờ em thấy hằng đẳng thức chưa? Này là A nè. Trừ B nè. Bên này là A nè, cộng B nè. Đó. Vậy nó sẽ thành là A bình. A bình lên này nè. Đó, anh này là A. Anh bình lên. Rồi trừ cho một bình ha. Vậy ngoặc vuông cũng không cần nữa đâu. Thì các em thấy ngoặc vuông thực ra cũng chẳng cần nữa. Vậy cuối cùng cái này, cuối cùng cái này nó bằng 25. Trừ một bình là trừ một đó. Chuyển qua bên kia là 1 cộng 4 là 25. Tới đây các em suy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó bằng 5 và trường hợp thứ hai là nó bằng âm 5 nha. Bằng âm 5. Rồi giải tiếp hai trường hợp này. Ở trên là nó ra bằng 0. Còn ở dưới là nó ra là cộng 10 bằng 0. Hai bài toán. Giờ bài toán thứ nhất là dễ giải, thầy để giải sau. Thầy giải bài số 2 trước. Thầy giải bài số 2 trước nha. Bài số 2 thầy giải như sau. Bài số 2 là nó sẽ biến thành là, nó sẽ biến thành là x bình cộng 5x cộng 5 phần 4. 25 phần 4 nhé. Bằng trừ 10 cộng 25 phần 4. Thông tin các em cứ thử đi. 5x này thì tách ra là thành 2 nhân x nhân 5 phần 2. Nó vẫn bằng như cũ à. Thì tách ra vậy để to cho nó có dạng hằng đẳng thức á. X bình nè. Còn 5x là 2 nhân x nhân 5 phần 2. Thì 5 phần 2 thì thầy thêm 25 phần 4 vô đây. Bên trái thì thêm 25 phần 4 thì bên phải cũng thêm 25 phần 4. Còn 10 thì chuyển qua phải thôi. Vậy suy ra là x cộng cho 5 phần 2 tất cả mũ 2 thì bằng âm bao nhiêu đó? Âm 40 cộng 15 là âm 15 trên 4. Này nhỏ hơn không? Đúng không? Này vô lý.
nguyên lý, đúng không? Bởi vì một cái bình phương lớn hơn bằng không làm sao lại bằng số âm được, vô lý. Vậy bài toán thứ hai này là không có tìm được kết quả. Vậy ta chỉ còn trông chờ vào bài toán thứ nhất thôi. Bài toán thứ nhất á, thì mình làm sao? Bài toán thứ nhất á, thì mình suy ra là rút x ra làm những tử chung là còn x cộng 5 bằng 0. Đúng chưa? Vậy suy ra x sẽ bằng 0 hoặc là x cộng 5 bằng 0. Vậy các em suy ra là x sẽ bằng 0 hoặc là x sẽ bằng âm 5. Nhưng mà người ta đòi là x âm, vậy số 0 bị loại. Số 0 đâu có nhỏ hơn 0 đâu, vậy ta lấy trừ 5 thôi. Đó, hiểu tại sao là trừ 5 chưa? Hãy lưu cái này lại ha. Rồi, tiếp tục thầy giải bài dưới. Bài này mới khó luôn. Bài này thì khó cực kỳ. Hồi nãy là mình ra 0 đúng không? Hồi nãy mình ra 0. Còn bây giờ mình giải bài này. Giờ mình sẽ khai thác từ giả thiết này nha. X trên Y cộng Z cộng cho Y trên Z cộng X cộng cho Z trên X cộng Y thì bằng 1. Thì thầy sẽ khai thác giả thiết này. Từ đây thầy suy ra cái này sẽ bằng 1 trừ cho cái kia. Chuyển vế đổi dấu thôi. Rồi bắt đầu thầy nhân. Thầy nhân hai phe cho x, cho x. Bên trái thầy nhân cho x nè. Vậy tử nhân tử là thành x bình. Bên này giống như đơn nhân đa ha, 1 nhân x là thành x. Còn cái này nhân x là thành x y trên đó. Cái này nhân x nữa là thành x z trên đó. Vậy đó. Hiểu tới đây chưa? Tương tự. Tương tự. Tương tự là mình sẽ có những điều giống y như vậy. Hai điều. X thì đây, x đây, x. À. Giờ thầy bắt trước nha. X thì đây, x đây, x. Vậy nếu đây y thì đây y. Và đây y. Vậy trên này y z thì dưới này là x, x z thôi. Rồi đây là y luôn các em nhé. Tương tự là x bình trên y cộng z là bằng cái này. Bây giờ tới y bình trên x cộng z thì cũng giống vậy thôi, y chang vậy. Đây y, vậy dưới đây sẽ thành là z cộng y, x cộng y, đúng rồi. Tiếp tục, cái cuối cùng cũng vậy. Z mũ 2 trên x cộng y thì đây sẽ là Z. Đây cũng Z. Và đây cũng Z. Vậy chỗ này đổi thành là x với lại y các em ha. Rồi Z x y thì trên Z cộng x, y x thì trên Z cộng y. Vậy dưới này là Z cộng Y. Đúng ta. X trên Z cộng Y. Đúng rồi, X trên Y cộng Z. X trên Y cộng Z là nhân trên Z nữa. Còn đây là cái này là gì? Z, Z X. Z là X với Y. Vậy ở dưới này sẽ là Z cộng X. Đó. Hoặc các em tự làm lại cũng được. Từ trên này các em tự làm lại cũng được. Là nó ra hai cái ở dưới này. Đó. Bây giờ thì cộng ba cái này lại. P sẽ bằng cái này cộng cái này cộng cái này. Tức là lấy ba cái này cộng lại này. Đó, lấy ba cái này cộng lại ha. Giờ thì buông to màn hình lên làm nha. B sẽ bằng 3 cái này cộng lại. Tức là cái này
cộng cho cái này. Bây giờ cộng cho cái này. Bài hơi khó cái này. Bây giờ x cộng y cộng z, ba cái đó là bằng một cái đây nè. Rồi hai cái này thì cho đi với nhau. Trừ x y trên z cộng x thì cho đi với bên này. Cho đi với anh này. Đó. Rút dấu trừ, hồn rút dấu trừ ra luôn ha. Rồi tương tự. Trừ x z trên x cộng y thì thầy cho đi với này. Cùng mẫu là cho đi với nhau. Nha, cùng mẫu cho đi với nhau. Rồi cuối cùng cái này thì đi với cái này. Đó, vậy thôi. Tiếp tục. Số 1 này một lần nữa thầy nhắc lại là do x cộng y cộng z mà ra cái nhé. Đây nè, x cộng y cộng z 1 nè. Rồi, tiếp tục. Hai cái này thầy nhóm lại thì cộng tử giữ mẫu luôn. Vậy ở trên tử là x y cộng z y. Ở ngoài ừ quá. Ở dưới là z cộng x. Rồi tiếp tục. Hai cái này thầy rút dấu trừ ra được cộng tử giữ mẫu luôn. Vậy sẽ bằng xz cộng cho yz. Cái cuối cũng vậy. Hai cái này thầy cũng rút dấu trừ ra được cộng tử giữ mẫu luôn. Là thành yx cộng zx. Rồi vậy nó sẽ bằng là 1. Ở trên tử rút y ra. Vậy ở trong là còn x cộng y. Đúng không? Hình như sai rồi. Ở trên tử là rút x, rút y ra nhé. Là trong còn x cộng z. Đó. Bên này cũng vậy. Bên này rút z ra là nó còn lại là x cộng y ở trong mặt. Đúng không? Bên này rút x ra là trong còn y cộng z. Cuối cùng nó bằng gì? Bằng 1 trừ y trừ z trừ x. Tức là 1 trừ cho tổng của x cộng y cộng z đó. 1 trừ tổng x cộng y cộng z này. Mà x cộng y cộng z thì bằng 1. Đây thôi, x cộng y cộng z bằng 1 nè. Vậy cái này sẽ bằng 1 trừ 1. Bằng 1 trừ 1 và sẽ bằng 0. Đó, đầu đầu chưa? Quá khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Bài này mà chưa bồi dưỡng toán thì không bao giờ các em làm được nha. Rồi, tạm biệt các em. Thầy sẽ ra khóa học V83. Các em nhớ theo dõi ha.